Xin chào tất cả các em và hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em vẽ một chú gà trống bằng màu sáp nha. Đầu tiên chị sẽ vẽ cái màu gà màu đỏ ở phía trên nè. Này là chúng ta vẽ bằng màu sáp luôn và không vẽ bằng bút chì nhé. Tiếp theo chị sẽ thấy cái màu vàng cam á, màu cam cam á. Chị sẽ vẽ cho thành cái mỏ của chú gà trống nhé. Tiếp theo chị dùng màu đỏ để vẽ cái phần màu dưới cổ của chú gà trống ha. Tiếp theo chị sẽ vẽ một nếp vằn như thế này theo hình kiểu chữ cờ, chữ C, nhưng mà nó kiểu như này nhé. Rồi chị sẽ vẽ một cái nét cong như thế này bằng màu vàng. Rồi mình uốn thêm hai đường như thế này. Được chưa ạ? Tiếp theo chị sẽ sử dụng màu đen để vẽ thân dưới của chú gà bằng một nét cong như thế này. Chị sẽ sử dụng màu đỏ thật là đậm nha. Cái màu này các em có thể gọi là màu đỏ đô đi ha. Tiếp theo chị sẽ sử dụng màu kem để vẽ như này. Và chị sử dụng màu nâu để vẽ chân cho chú gà trống nè. Chị sẽ dịch lên cho các em thấy phần chân vẽ nha. Rồi, tiếp theo chị sẽ dùng màu đen vẽ những đường cong như thế này. Các em biết đây là phần gì không? Đúng rồi, đây là phần đuôi của chú gà trống nha. Xong một nét màu đen thì bây giờ sẽ là một nét màu nâu. Rồi chúng ta sẽ vẽ thêm một nét màu nâu cam như thế này ha. Chị sẽ dùng màu đen vẽ mắt cho chú gà đi. Các em đã nhìn ra hình ảnh của chú gà chưa ạ? Dùng một màu vàng kem tô cái đuôi cho chú gà trống. Chị sẽ chen những cái màu vàng kem này giữa những cái màu đuôi ha. Đó. Các em thấy có đẹp không nè? Sau đó chị sẽ dùng màu vàng tô gương mặt cho chú gà đi. Thôi màu của chúng ta bị dính màu đen hơi bị lem lem rồi. Nhưng không sao, bộ lông của chúng gà cũng hơi phớt phớt ánh đen đó, cho nên chúng ta không bị ảnh hưởng gì cả. Các em sẽ dùng màu vàng viền hết, tô hết cái phần nền của chú gà nữa nhé. Và tiếp theo chị sẽ dùng màu xanh để vẽ cây cỏ xung quanh cho nó sinh động nha, để bức tranh mình thêm đẹp nha. Thấy cái phong cách vẽ cỏ kiểu mấy chữ mờ như thế này rất là dễ luôn, các em có thể vẽ được hết đúng không?
Rồi, các em có thể điểm tô thêm những bông hoa màu hồng như thế này cho dễ thương nha. Em có thấy dễ thương không nào? Chị sẽ tô một vài đếm mây màu xanh trên bầu trời cho đẹp nha. Em có thấy dễ thương không? Bức tranh của chúng ta đã sắp hoàn thành rồi đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những clip sau nhé.